Các bạn thân mến, hôm nay là 30 Tết, chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Hôm nay tôi sẽ chuyển với các bạn không khí ngày cuối cùng, như là ngày cuối năm Kỷ Mão của 2023 để chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024. Không khí mua bán cũng như phố phường tấp nập của ngày 30 Tết như nào các bạn nhé. Lên đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên, một nơi gọi là trái tim cũng như trung tâm kinh đô của thành phố Thái Nguyên, được trang hoàng lộng lẫy những ngày Tết. Một tháp đôi Pride, một biểu tượng mới của thành phố Thái Nguyên, đã xây dựng về cơ bản đã gần như là hoàn tất. Xa xa đường Hoàng Văn Thụ, chiều cuối năm 30 Tết, người dân vẫn đang tấp nập nô nức đi mua sắm cho mình những cái vật dụng cần thiết nhất trong những ngày Tết. Đường phố rất đông. Xa xa biểu tượng chúc mừng năm mới. Xuân Giáp Thìn như hai con rồng, mọi người đang nô nức xem đi chụp ảnh, chọn cho mình những kiểu ảnh ưng ý nhất của những ngày giáp Tết, những ngày xuân. Đường Đội Cấn, hay gọi người dân gọi là đường rộng, cái đường này gọi là đường trang trí Tết trong những ngày tới. Người dân đỗ xe hai bên dừng xe để đi chụp ảnh cũng như đi mua cho mình những món hàng Tết ở cái đường này rất là đông. Đặc biệt cái đường này có rất nhiều, người ta bán rất nhiều cành đào, chậu quất cũng như nhiều những cái cây cảnh khác. Mọi người xúng xính những bộ áo dài, trẻ nhỏ, người lớn, phụ nữ, những bộ áo dài, phụ nữ áo dài, trẻ con và người lớn thì con trai những bộ com lê hay những bộ áo dài, xúng xính những bộ thời trang để đi chụp mình những bức ảnh của ngày Tết. Đây là trung tâm của Thái Nguyên trong những ngày này, vì nơi đây nó bán cảnh đào. Phía trước là cái lễ hội sắc xuân thành phố Thái Nguyên 2024 đang diễn ra được gần 10 ngày rồi. Rất đông các bạn ạ, quá đông luôn. Chiều tối nay mới vãn được. Khu vực bán những cái linh vật
hay là những cái cây đèn hình thù trang trí ngày Tết rất bắt mắt vì với những màu đỏ đặc sắc của ngày Tết. Chào các bạn, đây là hôm nay là 30 Tết, tôi đang quay cho các bạn cái không khí ngày cuối cùng của 30 Tết. Để trước khi bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, tối nay ở khu vực quảng trường này người ta sẽ bắn pháo hoa, cho nên là khu này sẽ rất là tấp nập trong tối nay. Một khu hàng bán hàng học rẻ rất là tấp nập. Đấy, hàng rẻ cho anh ơi kìa. Mọi người vẫn đang mua bán rất đông. Hôm nay là ngày cuối cùng 30 Tết, hay là gọi là ngày chiều cuối năm. Dòng người đang hối hả, tất bật, vẫn đang đi mua bán và sắm sửa cho mình những cái vật dụng ưng ý nhất để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Từ những cành hoa, cành đào, chậu quất, chậu ni, hay các vật dụng khác như là bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát. Khu vực bán cành đào ở thành phố Thái Nguyên vẫn đang rất là tấp nập. Sau buổi chiều nay, khu này sẽ là nơi tập trung để người ta xem bắn pháo hoa của trung tâm thành phố Thái Nguyên. Điểm này sẽ là điểm chính của trung tâm thành phố Thái Nguyên bắn pháo hoa trong tối nay. Năm nay thành phố Thái Nguyên tổ chức những khu vui chơi ngày Tết rất là ý nghĩa và đẹp, nên là thu hút rất nhiều người dân đến đây xem tham quan mua bán cũng như chụp ảnh. Mọi người đang hối hả mua những cành đào ưng ý nhất cho mình. Hai anh tây đen ra phi rồng, có rất nhiều biểu tượng và các linh vật về con rồng.
bạn thân mến, hôm nay là 30 Tết, tôi có những phút quay video nhanh để cho các bạn xem không khí ngày cuối năm của 30 Tết của người dân thành phố Thái Nguyên trước khi bước sang một năm mới Giáp Thìn 2024. Mọi người vẫn tham gia tiếp thu vui chơi mua bán để mua bán trao đổi cho mình, mua bán cho mình những vật dụng ý nghĩa nhất trong ngày Tết trước khi bước sang một năm mới 2024. Đây có thể nói là những cái không khí, những khoảnh khắc rất là thiêng liêng và ý nghĩa của mỗi gia đình Việt Nam. Chuẩn bị bước sang năm mới 2024. Kênh Thân Nhân Ai Cây Ca kính chúc tất cả những độc giả đang xem kênh và đã đăng ký kênh lời chúc tốt đẹp nhất trong năm 2024. Và kính mong quý khán giả hãy đồng hành cùng kênh Thái Nguyên ATK trong những năm tới và những năm tiếp theo. Cảm ơn các quý vị và các bạn khán giả đã xem kênh của mình. Các bạn thấy kênh hay và hữu ích, các bạn hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.